Xin kính chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đến với kênh ô tô cũ giá rẻ Duy Khánh. Bên em đơn vị chuyên kinh doanh mua bán tất cả các loại xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Có địa chỉ tại số 1 Bắc Sơn An Dương, thành phố Hải Phòng. Và trong ngày nay thì em này review lên sóng giới thiệu tới toàn thể các bác một mẫu xe vừa cập bến cửa hàng. Một chiếc xe đến từ thương hiệu Mỹ, một chiếc Chevrolet Aveo. Có năm sản xuất 2015, máy xăng số sàn động cơ 1.5. Sơn xi màu trắng ngọc trinh các bác nhá. Mang biển kiểm soát 21A05882. Sơn xi màu trắng rất đẹp các bác ạ. Chevrolet Aveo. Xe được trang bị la răng đúc 4 bánh. Phanh đĩa ABS, túi khí. Gương kính chỉnh điện, gương cụp xòe. Điều hòa auto các bác nhá. Xe thì có hạn là đăng kiểm dài Myanmar đến tháng 1/2022. Và mẫu xe sedan 2 đầu. Giá rất là hợp lý các bác nhé. Xe đuôi xe được độ đuôi lướt gió thể thao. Xe được trang bị màn hình cam nùi đầy đủ. Dòng xe này thì nguyên bản nó sẽ không có màn hình, nó chỉ là chạy đĩa CD thôi. Đấy, chủ xe đã độ lên màn hình cam nùi đầy đủ rồi. Chevrolet Aveo LT. Hộp dáng rất là đẹp. 238 triệu đồng các bác nhé. 238 triệu đồng cho một mẫu xe sedan 2 đầu đời cao 2015. Xe được trang bị động cơ bằng với cả động cơ của Toyota Vios các bác nhé. Mình sẽ tốn thêm hơn một chút xíu xăng thôi. Thì dòng xe Mỹ thì nó vẫn khỏe hơn, chạy máu hơn. Tiêu thụ nhiên liệu ở ngoài 238 triệu đồng thì bên em bao giúp hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho bác. Bác nào có đúng chất mẫu xe này thì nhanh tay nhấc máy gọi điện cho em Khánh theo số điện thoại 0917 65240 hoặc cái bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng trải nghiệm xem xe và lái thử của nó nhé. Chevrolet Aveo. Bạn nào mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ ủng hộ em bằng cách like, bấm vào nút đăng ký kênh màu đỏ hoặc bấm vào nút chuông để cập nhật những mẫu xe mới nhất về cửa hàng mà em đưa lên các bác nhé. Vô lăng 4 chấu, túi khí trên vô lăng và một túi khí phía bên phụ các bác nhé. Táp lô táp ly sạch sẽ. Màn hình cam nùi. Nội thất ghế ra còn khá sạch đẹp các bạn này. Chân lì nguyên bản. Đây là bảng tổng, gương kính chỉnh điện, gương cụp xe. Táp ly 4 cánh khá là đẹp các bác này. Bốn con lốp thì cũng tương đối là đều nhau các bác nhé. Dãy lốp còn khoảng 5-7-80%. Bộ lốp rất ok. Đó. Có một vấn đề là đôi khi các bác cũng lo lắng là rằng những cái dòng xe này khi sau khi VinFast đã mua lại rồi thì đồ đạc thay thế có sẵn không, thì các bác yên tâm nhé, đồ đạc thay thế rất là sẵn, rất là thoải mái. Giá rẻ thay nhanh. Phần chassis các bác này, cúp rất là rộng. Đấy, chủ xe dán thêm một lớp để chống ồn các bác nhé.
sự cuộc. Kêu chỉ laptop này các bạn ạ. Việc sở hữu một chiếc xe đi lại tránh mưa, tránh rét, tránh nóng, đảm bảo sức khỏe là cũng rất là cần thiết các bác nhé. Nếu mà trong vòng 10 năm trở lại đây thì về phát triển kinh tế thì Việt Nam cũng phát triển khá tốt. Hay gia đình, hộ gia đình cũng có chút kinh tế dư. Một chiếc xe mua lại đã qua sử dụng thì nó sẽ hợp lý hơn mua xe mới. Bây giờ một chiếc Kia Morning hoặc Hyundai Grand i10 mà thiếu thì giá lăn bánh xuống đường cũng phải ít nhất là phải 320 triệu. Đấy là biển tỉnh các bác nhé. Trong khi đó một chiếc xe đời cao 2015 sedan 2 đầu chỉ hơn 200 chút xíu thôi. Bản đủ thì nó sẽ tiện dụng hơn các bác nhé. Chevrolet Aveo 238 triệu đồng. Bây giờ một chiếc sedan 2 đầu mà đi lại đi xa về gần về quê thì rất là thoải mái. Gia đình đi rộng rãi, khoang cốp rộng. Mấy ngày thời tiết khó chịu quá các bạn. Nắng không ra nắng, rét không ra rét. Túi khí trên vô lăng này, vô lăng 4 chấu. Trên vô lăng có tích hợp các cái phim bấm vật lý các bạn này. Đấy, điều chỉnh âm lượng ở phía bên cạnh nha các bạn nhé. Tăng, giảm, tăng, giảm. Gương kính chỉ điện, gương cục xòe. Máy ra đầu các bác nhé. Máy nổ rất ok. Điều hòa auto tự động điều chỉnh nhiệt độ khi đổ trên xe các bác nhé. Rất hay. Màn hình này kết hợp giải trí cắm USB. À, không cắm USB các bác nhé, cắm thẻ nhớ. Kết nối Bluetooth. Chạy đĩa DVD. Đó. Thì để màn hình cam lùi. Lỗi các bác nhé, em sẽ xử lý. Xe trang bị 5 cấp số. Điều hòa mẹ đấy quá, to quá. Số lùi là số móc các bác nhé. Số lùi là số móc này, các bác phải móc tay vào đây này. Đó. Đẩy lên đồng cấp cùng với số 1 là số lùi các bác nhé. Đấy, khi kéo xuống thì các bác không cần phải móc nữa, phải nắm phanh tay. Gương cụp xe, chủ xe đã dán thêm một cái lớp để chống mưa này các bác này. Gương kính chỉnh điện. Kính ở phần đèn em bao test cho các bác nhé, hoạt động trơn tru đầy đủ. Đó, em đang điều chỉnh âm lượng ở trên vô lăng các bác này.
Vâng, việc tích hợp cái phím điều chỉnh âm lượng với đối với màn hình không phải theo xe cho nên là nó có đôi khi nó gặp lỗi các bác nhé. Bình thường là chạy đĩa CD thì nó chỉnh sẽ rất là chuẩn các bác. Vâng, sau đây em sẽ tiến về phần khoang máy cho các bác xem này. Máy nổ khá êm các bác nhé. Máy nổ rất êm, nghe tiếng rất hay luôn. Nhàn đều tiếng. Máy móc được khô ráo sạch sẽ này, không hề có hiện tượng gì dầu xi các bác nhé. Đó. Xe được trang bị động cơ 1.5 đấy, đến cái đời 2017 cho nên thì xe động cơ là 1.4 các bác nhé. Đời này 2016 đổ lại vẫn là 1.5. Chỉ bật ra. Xe này cứ bật máy là nó sẽ đèn nó sẽ tự sáng các bác nhé. Vâng, vừa rồi thì em đã review lên sóng báo giá tới toàn thể các bác một mẫu xe vượt cầu bến cửa hàng, một chiếc Chevrolet Avel có năm sản xuất 2015, máy xăng số sàn, động cơ 1.5, với giá đề xuất là 238 triệu đồng. Với 238 triệu đồng thì bên em bao giúp hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác. Bác nào muốn đúng chất mẫu xe này nhanh tay nhấc máy gọi điện cho em Khánh theo số điện thoại 0917465240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể mời các bác đến trực tiếp cửa hàng trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, em sẽ được kết thúc video ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bác đã đồng hành cùng kênh ô tô cũ giá rẻ Duy Khánh. Xin chúc các bác luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều niềm vui và luôn thành đạt trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.